Hello mọi người, thì trước khi vào video mọi người cho mình xin ít thời gian để mình giới thiệu về số bạc của mình nha. Số mình là shopnickvn.net. Hiện tại trên số bạc mình có bán rất là nhiều nick Free Fire, PC và Indo, server Việt Nam với giá rất là rẻ luôn. Và đặc biệt là cái phần thứ hai đó chính là phần sale bạc giảm giá 90%. Thì mỗi ngày shop mình sẽ tung ra 5 con ạc ở trên này nhá. Vừa có rất là nhiều súng nâng cấp level 7, đồ xịn các thứ cho mọi người luôn. Và đây là cái chương trình sale đặc biệt trên shop của mình. Thì hôm nay mình có vào đây và kiểm tra, ngày hôm nay thì shop mình vẫn đang sale 5 con ạc đó, và mình có tìm thấy con ạc thứ ba này với giá 200.000 thì nó rất là ngon luôn anh em ạ. Đấy, như hình nha anh em, đó có rất là nhiều súng nâng cấp level 4, level 3 các thứ và giá 200 thì không ở đâu có luôn. Anh em nhanh tay truy cập vào số bạc của mình nhá. Đường link số bạc mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Ok ok, thì mình đã quay trở lại rồi đây. Thì mình là Genly Gaming đây. Thì mình xin chúc tất cả anh em xem video của mình thật là vui vẻ và có một ngày học tập và làm việc rất là mạnh khỏe luôn nhá anh em. Ok, thì cũng rất là nhiều anh em đang hóng chờ mình ra độ nhảy của OB41 đúng không? Thì OB41 đã cập nhật được đúng hôm đến ngày hôm nay là cũng đã được 4 ngày rồi. Thì giờ mình đã xuống núi để chia sẻ cho anh em độ nhảy và nút bắn. Còn về nó có vào đầu hay không ấy thì anh em phải tự cảm nhận nhá. Thì đây, anh em có thể coi mình bắn toàn màu vàng thôi, mình cũng chả biết tại sao trong OB này mình toàn bắn toàn màu vàng thôi, mà OB trước mình bắn toàn màu đỏ và bây giờ OB này mình toàn bắn toàn màu vàng thôi. Thì đây, mình nói đùa thôi anh em ạ. Thì trong bản OB lần này thì nó có cập nhật là bắn từ màu đỏ sang màu vàng ấy, thì nó nhìn do rất là khó nhìn và bắn nó nhìn nó cũng không được đẹp mắt đúng không anh em. Đó, thì tí nữa mình sẽ chỉnh cho anh em cách để chuyển từ màu vàng về màu đỏ nhá. Thì đây, ra đạn đây vẫn như mọi OB nào thôi, ra đạn là vào đầu. Ui, bắn quá là ảo luôn, mình không hiểu sao mình bắn vẫn vào đầu thôi nha. Thì theo mình cảm nhận về cái bản độ nhạy của OB này thì mình cảm thấy chơi nó khá là lag anh em ạ. Binh toàn nhảy lên 99 thôi, bắn vào đầu nhiều quá, như Ghana họ ghét hay sao ấy, bắn toàn cho mình lag thôi anh em. Đó, bắn thì vẫn đỏ chắc tầm 90% luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, tâm rất là nhẹ luôn, tầm một sát người thế mà vẫn có khả năng mà di tâm để vào đầu được, là anh em phải đủ hiểu là độ nhạy này nó rất là uy tín luôn. Và mình bắn từ trong sinh tồn đến tử chiến cho anh em nhá, bao test ok luôn cho anh em. Anh em chỉ việc cài và đối diện của mình và bắn thôi, ok. Đấy, bắn từ đầu này sang đầu kia, thằng này chạy xe cũng vỡ đầu đấy, mình cũng chả hiểu kiểu gì. Đó, nút bắn thì mình sẽ chia sẻ kỹ cho anh em nhá. Theo như anh em ấy thì không biết anh em cảm nhận như nào về OB41 nhỉ. Thì theo mình thấy mình thấy bắn cảm giác OB41 này cảm giác khá là khựng anh em ạ. Đó, mình không hiểu kiểu gì nữa, nhưng mà vào đầu thì vẫn vào đầu uy tín nha anh em. Đó, còn về cái vấn đề về OB41 thì mình thấy nó cũng sửa vài thứ, đó là cái khu vực cổng chờ các thứ đông dã man, nhảy xuống rất là khó chơi luôn anh em ạ. Đấy, thôi bây giờ không liên man nữa. Thì anh em muốn mình test về cái độ nhạy của máy nào của anh em ấy thì anh em cứ bình luận ở xuống dưới để mình test nhá. Thì độ nhạy này thì bắn full súng luôn, full tất cả các thể loại súng, từ súng một viên, sọt gun các thứ bắn đều vào đầu anh em ạ. Đấy, anh em mình vẫn khẳng định cái độ nhạy của mình bắn vào đầu, anh em tự hiểu đấy. Đấy, tử chiến bắn vẫn full đỏ ok đấy. Thì anh em thấy không? Thấy không? Đấy, gần như là đấy, vuốt đại thôi nó cũng tự vào đầu, mình không hiểu kiểu gì luôn đấy. Đấy, anh em thấy không, bắn thì ok luôn, cân 3 cân 4 easy. M500 thì cân trong này thì độ nhạy quá chuẩn luôn anh em ạ. Đó, anh em có thể thấy mình kéo rất là bình thường luôn, mình có làm gì đâu, mình ấn nhẹ nút bắn nó cũng tự lên đầu. Đấy, rồi viên đầu mít nhá, viên thứ hai rồi xong, cục 3 quá là đơn giản đối với những người mà kéo tâm như mình anh em ạ. Đấy, kiểu anh em biết kéo tâm rồi mà anh em còn cài thêm cái bảng độ nhạy của mình nữa thì mình nói thật luôn, đối thủ khóc thét luôn, tưởng ôi thằng này hack rồi, thằng này hack rồi. Đấy, nhưng mà thật ra cũng chỉ bán bằng độ nhạy chuẩn thôi chứ chả có dùng đồ hay là xài một cái phần mềm gì đâu nha anh em. Đấy, bắn mà người ta bắn bằng kỹ năng, bắn bằng độ nhạy mà. Thôi bây giờ thì vào luôn vào cái phần độ nhạy nha. Thì trước hết thì mình sẽ phải hướng dẫn cho anh em cách để chỉnh máu vàng sang máu đỏ nha. Thì anh em hãy chỉnh đây cái nút này, anh em bật lên cho mình nhá. Đó, anh em vào phần điều khiển xong anh vào phần cuối anh em bật lên. Còn đây là cái phần độ nhạy của OB này này nhá. OB này thì mình để nhìn xung quanh 98 này, 02, 92 đấy, có anh em nhìn như hình. Còn riêng cái phần nút bắn nha, mình đặc biệt đối với anh em là mình sẽ chỉnh dao động từ 35 đến 42 nhá. Ok anh em, chúc anh em áp dụng thành công nhá.